Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh xe cũ sang Huyền xe cũ Sài Gòn của em. Thì do là trong thời điểm vừa rồi có rất nhiều anh chị đã hỏi em về những chiếc xe tải. Bên em thì cũng có về xe tải nhưng mà thường là những chiếc xe tải bên em về rất là ít. Dạ chứ không phải là đại trà, chủ yếu là tụi em về xe du lịch là nhiều. Dạ nhưng mà có chiếc xe tải nào đẹp thì tụi em cũng sẽ lấy về để phục vụ cho các anh chị. Thì lúc trước thì tụi em có một chiếc xe là 1,9 tấn và thùng kính, và một chiếc xe là 1,5 tấn thùng bạc. Nhưng mà hai xe đó thì tụi em đã bán rồi. Thì hôm nay em sẽ quay cho các anh chị một chiếc xe, đây là cũng xe làm xe 1,5 tấn. Xe 1,5 tấn đời thì đời 2018, là của thương hiệu Isuzu. Isuzu là thương hiệu và chuyên về xe tải, Hyundai cũng chuyên về xe tải. Dạ, có một chữ là Sapco nữa. Đó, là những cái thương hiệu này là chuyên về dòng xe tải và được rất là nhiều các anh chị người tiêu dùng chuyên về kinh doanh vận tải, chở hàng hóa sử dụng. Thì đây là xe WKR, Isuzu WKR 230 nha các anh chị nha. Thì xe này nó có tải trọng là 1,490 tấn, là cho là 1,5 tấn đi. Và xe này thì có biển số ở Sài Gòn. Ở xe này pháp lý là xe công ty nha các anh chị nha. Và xe sẽ xuất hóa đơn. Dạ. Và đây là xe thùng kính. Nếu như các anh chị về, các anh chị có thể cải tạo thành thùng lạnh cũng được luôn. Dạ. Rồi em sẽ quay từ từ cho các anh chị nha. Đây. Đây là xe bên em bữa giờ về nhiều quá. Em không thể mở cái này lên cho các anh chị xem được. Đây ha. Đây là cái phần ghế trên. Đây ạ. À. Còn đây là phần và cái thùng xe. Đây nha các anh chị nha. Thùng xe là do bị dính cái cột. Còn bên kia là em bị dưới một chiếc xe cho nên em không có quay được cho các anh chị. Đây là cái thùng ha. Nắp thùng thì có để nở nắp thùng bên hông hoặc là nắp mở cái cửa ở dưới luôn nha các anh chị nha. Đây là phần thùng ở trong. Đây là thùng kính. Mình có thể làm thùng lạnh cũng được luôn. Nếu mình chở hàng đông lạnh ha. Bánh, phần gầm xe, đây ạ. Đây phía sau của xe. Rồi em sẽ đưa cho các anh chị coi kích thước ha. Còn phía sau. Còn đây là bên hông, là do cái xe này nó đang bị dướng cái này nên em không có quay được. Và đây là cái kích thước. Đây các anh chị, tại do em không có cầm cái cà bẹt cái sổ kiểm định bản chính nên em sẽ quay cho anh chị đây như thế này. Đây đây kích thước thùng xe, kích thước lòng thùng xe nha các anh chị nha. Đây ha, kích thước bao, kích thước thùng, lòng thùng. Dạ, khối lượng là 2,7. Đây, thể tích động cơ là 3 chấm. Dạ và đây. Cái giá của chiếc 1,5 tấn này các anh chị thì nó giá chỉ tầm khoảng hơn 400 một tí xíu thôi, nhưng mà giá vẫn còn có thể thương lượng. Thì thật sự là các anh chị nào đang có quan tâm về cái dòng xe tải như thế này thì có thể liên hệ với em ha. Bên em cũng ngoài ra thì còn cũng có nhiều xe, giống như xe 16 chỗ, xe 5 chỗ, xe 7 chỗ là đầy đủ. Thì các anh chị nào mà đang có nhu cầu, đang quan tâm về cái dòng xe nào đó thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902 600 126 ha. Số điện thoại em có để dưới góc dưới màn hình.
Các anh chị có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em, hoặc là gọi Zalo cho em, hoặc là nhắn tin qua Zalo, em sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Các anh chị nhớ đăng ký kênh của em để theo dõi những video tiếp theo và những dòng share bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.